mình cũng hỏi chồng mình là có đẹp hơn không, có xinh hơn không, thì chồng mình có nói với mình là đẹp hơn trước rất là nhiều, em rất là xinh, ngày nào chồng mình cũng khen hết. Xin chào mọi người, mình tên là Tâm. Thì hôm nay là sau một tháng nâng mũi cấu trúc của mình. Thì trước đây á, mũi của mình á là hơi ngắn và thấp, đầu mũi thì chưa có được bật cao, nên là mình cảm thấy là cũng có một chút tự ti. Với lại bạn bè cũng có nhận xét, với lại tư vấn là tại sao mình không có đi nâng mũi á. Mình theo dõi bác sĩ Phương là khoảng 2 năm rồi. Thì đến nay á, thì mình mới có cơ hội để mình nâng mũi ở bác. Vì lý do dịch bệnh á, với lại do công việc của mình á. Thì mình cũng có theo dõi bác Phương, thì mình thấy đa số là những cái ca phẫu thuật nâng mũi của bác theo cái hướng là mũi tự nhiên á. Và mình lại muốn một cái dáng mũi tự nhiên thì mình đã chọn bác sĩ Phương. Sau một tháng nâng mũi á, thì mình cảm thấy là bản thân của mình vui vẻ hơn, rồi tự tin trước mọi người hơn. Về cái vấn đề tâm linh á, thì mình cảm thấy là cái cuộc sống với lại cái công việc của mình gặp nhiều may mắn hơn trước. Và sắp tới là mình sẽ có một vài cơ hội mới cho cái công việc của mình. Thì sau nâng mũi á, thì mình có gặp nhiều bạn bè và đồng nghiệp của mình, thì mọi người cũng đã dành cho mình rất là nhiều lời khen. Thì cái dáng mũi nó phù hợp, với lại nó hài hòa với lại cái khuôn mặt của mình. Nói chung là mình về nhà mình cũng hay, ngày nào mình cũng hỏi chồng mình là có đẹp hơn không, có xinh hơn không, thì chồng mình có nói với mình là đẹp hơn trước rất là nhiều, em rất là xinh, ngày nào chồng mình cũng khen hết. Mình có nhìn lại cái quá trình mà trước nâng mũi với lại sau nâng mũi của mình, thì mình thấy là đây là một cái lựa chọn đúng đắn. Bởi vì lúc trước là mình rất là sợ đau, nhưng mà khi mình làm rồi, mình cảm thấy là nâng mũi không có đau, và cái việc mà chăm sóc cũng rất là dễ dàng, và các chị điều dưỡng và bác sĩ luôn luôn bên cạnh mình khi mà mình đặt những cái câu hỏi trong cái quá trình mà mình nâng mũi á. Dạ, riêng về bác sĩ Trần Phương thì bác là một bác sĩ rất là có tâm. Lúc trước mà mình được bác tư vấn á, thì bác luôn muốn mình sẽ có một cái dáng mũi phù hợp với mình. Và mình đã nghe theo lời khuyên của bác, và cái lời khuyên của bác cũng đúng ý với mình luôn. Và trong cái quá trình mình nâng mũi xong á, thì mình có những cái thắc mắc gì mình có nhắn tin mình hỏi bác, thì bác đã trả lời rất là kịp thời và luôn luôn bên cạnh chăm sóc mình trong cái quá trình trước và sau nâng mũi. Thì sẵn đây mình có những cái lời khuyên dành cho những bạn đang còn e ngại trong cái việc nâng mũi, thì các bạn cứ tự tin nâng mũi đi, không có đau như là những cái suy nghĩ trước đây của mình đâu. Tại vì bản thân của mình cũng đã nâng rồi, nên mình chia sẻ với các bạn để cho các bạn có một chút động lực hơn cho cái việc nâng mũi. Và sau này mình sẽ tự tin hơn, và biết đâu mình sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống thì sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của mình. Xin chào, tạm biệt các bạn.